Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 1, tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị khóa 13 và các kế hoạch hành động của Ban thường vụ tỉnh ủy triển khai thực hiện các nghị quyết. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí Đỗ Minh Tuấn và bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư tỉnh ủy trực tiếp quán triệt triển khai những nội dung cốt lõi trọng yếu của Nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Nghị quyết số 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 45 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong chương trình hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quán triệt triển khai các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và các kế hoạch chương trình hành động của Ban Thường vụ tỉnh ủy triển khai thực hiện các nghị quyết. Nội dung các chuyên đề được các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đạt quán triệt tại hội nghị đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13, nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở đó các cấp ủy tổ chức đảng các sở ngành địa phương tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng nghị quyết ở địa phương cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện cụ thể thiết thực và hiệu quả